gonna say, 'cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? 'Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, Ciao. My name is Greg Holtz. I am the International Recruitment Officer for the University of Central Missouri. I've been at the Hanoi and Ho Chi Minh City Fairs here with Capstone, and I have been having a blast talking to students about what they want to do and where they want to go with their lives. At the University of Central Missouri, we've been doing international education for more than 30 years. We have close to 3,000 international students at our campus, and so we are well equipped to take care of students from the moment they apply to even beyond their graduation. And we are one of the most affordable universities out there. And with 150 programs available, we probably have something for you. If you want to know more, come find out at the Capstone Fair in Da Nang on the 7th of March. We also visited some high schools. So we got to meet students face to face, and all the students were very good. Em thì bây giờ em đang là học sinh năm nhất đại học gì ạ? Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Bọn em đều năm nhất ạ. Bọn em đều mong muốn có tìm hiểu về chương trình kiểu thạc sĩ chị ạ. Thế nên là bọn em mong muốn là có thể kiểu chuyển thành kiểu transfer student. Em thấy các thầy với các anh chị cũng là thầy giáo cũng kiểu rất là kiểu nice, rất là thực thiện ý ạ. Bạn em học lớp 10, em đang muốn cho cháu đi học ở đại học. Cũng giờ mà cũng bắt đầu đi tìm hiểu để có kế hoạch. Anh thì anh đang có hai quốc gia, một là Mỹ, hai là Úc. Thực ra thì anh mới tham dự qua hai buổi hai cái dân du học của Mỹ và thấy cái cách, cái quan điểm, từ cái cách tư vấn, hướng dẫn, từ cái nét mặt chúng ta thể hiện anh rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt tình, giới thiệu về trường, về cái điều kiện, tư vấn rất là chuyên sâu.